Hôm nay tiếp tục lên cho cả nhà một cặp xe đạp, một con cào cào và một con xe mini ha cả nhà, cũng giống như những con xe kia thôi. Thì đây là một cặp xe nguyên zin rất là đẹp. Con cào cào 5 số này cũng còn rất là đẹp luôn, con mini này cũng vậy. Đây là con mini Mayata ha cả nhà. Thì hôm rồi á cũng có một con mini. Nhưng mà hầu hết là những con mini trước là cái màu của nó là màu bạc màu đen thôi, còn màu trắng tươi như thế này ha, màu trắng sữa như thế này thì hồi trước bây giờ thì rất là hiếm. Thì bữa nay về được một con của Mayata. Bây giờ mình sẽ đi vô chi tiết cái con số 1 trước cho cả nhà, là một con cào cào ha. Vừa rồi thì mình cũng có lên một con cào cào Raton Ambed màu đen giống vậy nè cả nhà, xe đó bán rồi ha. Bữa nay lên một con khác. Xe con này thì nói chung ra còn rất là đẹp nha cả nhà. Đây. Đồ đẹp nè, bóng láng luôn. Bóng láng luôn nha cả nhà. Con này thì cũng giống như những con khác thôi. Đây là một con Raton Ambed sườn nhôm, dây âm sườn. Con này thì 27 inch ha cả nhà. Thì nó sẽ sử dụng dây Coro và đùm là đùm số trong là đùm 5 số. Đó, rất là đã luôn. Đây. Đồ ra cái tuần. Sáng trưng luôn nha cả nhà. Sáng trưng luôn. Ngoài cái sườn nhôm ra còn lại là gác đầu bu của con này là bằng mũ dẻo ha. Rồi ba ga inox nè, tâm đũa, niềng đồ này kia là inox hết. Con này cũng sử dụng đùm trước là đùm năng lượng luôn, khi mà chúng ta di chuyển thì nó sẽ cái dynamo này nó sẽ phát sáng cho cái đèn. À, rõ là rỗ zin inox bảy nhật nha cả nhà. Của bên mình thì mình bán rỗ zin inox bảy nhật hết. Đây logo ra cái ton. Con này thì 5 số tay ngang ha cả nhà. Mấy cái này là bằng nhôm hết nè, cho nên là rất là sáng đẹp. Con này ở ngoài thì có thể là chúng ta sẽ thấy nó sẽ đẹp hơn ở trong hình luôn á. Đó. Con này thì 27 inch nha cả nhà, 27 inch giống như những con xe kia vậy đó. Con này thì nó sẽ sử dụng dây Coro cho nên là khi mà chúng ta di chuyển thì rất là êm ha. Đây, tem nội địa Nhật này cả nhà, nó có đầy đủ hết ha. Đây, Craton Anbet. Đó. Rồi, con này mình bán là 5 triệu 8 nha cả nhà, 5 triệu 8 con này nè. Đó, Craton Anbet rất là đẹp luôn. Nếu mà hôm nay mà khách nào mà mua màu đen mà không có đó, hết hàng á, thì bữa nay nè, con màu đen rất là đẹp. Con này thì tầm khoảng 1m55 trở lên là đi được rồi nha cả nhà. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vô con mini. Con mini này thì rất là đặc biệt nha cả nhà. Tại vì Mayata ngày xưa tới bây giờ những cái sườn như thế này nè. Đây là những con xe đời mới sau này. Nó rất là đẹp. Cái cặp dè của nó rất là đẹp cả nhà. Đây, thay vì mấy ông kia thì ông sẽ sử dụng dè tròn đúng không? Con này thì nó sẽ sử dụng dè dập khuôn nha cả nhà. Đây. Cặp dè rất là đẹp luôn. Này là dè nó dạng như là dè này là inox nha cả nhà chứ không phải là nhôm ha. Đó, dè inox con này thì sườn hai giống Mayata, con này thì sườn thép. À, ba tốc độ cũng là đi dây Coro luôn nè cả nhà. Đó. Cũng là sử dụng đùm Shimano là Shimano Nexus hay cả nhà. Đây, Shimano Nexus 3 tốc độ. À, đồ cũng còn rất là đẹp, con xe này cũng còn liền lạc ha. Đây, khi mua con xe này thì mình sẽ được tặng kèm cái ổ khóa. Nhưng mật khẩu thì không biết nha cả nhà. Cho nên là chúng ta sẽ tự mò ra, nếu như mò ra được thì mở cái ổ khóa ha. Nó chơi với cả nhà là tại vì nó dính vô trong xe vậy, nhưng mà xe bãi mà mật khẩu thì người ta đã cài vào rồi, cho nên là hên xui, mở được thì mở không được thì thôi ha cả nhà, hoặc là ấy thì mình cắt ra mình bỏ. Con này là cầm inox nè, nó niềng inox ha. Đây, dây Coro. Những con Mayata này đi rất là ngon nha cả nhà. Đây. Đây Mayata nè, dòng này dòng cà phê ha. Đó. Rất là đẹp. Con này thì bán 4 triệu 8 nha cả nhà. À, Miyata này thì là bà size 26 inch. Đùm trước cũng là đùm năng lượng luôn. Đây, rổ zin inox 3 nhật. Cái rổ con này thì rổ lớn ha. Lớn hơn cái rổ của con xe cào cào số 1 luôn. Đây, đùm năng lượng trước. Màu trắng tươi, logo Miyata. Đây. Rồi, con này thì giá hồi nãy mình có báo rồi ha cả nhà. Con này 5 triệu 8, còn con này 4 triệu 8 thôi. Vì xe 3 số ha. Nếu mà ai tìm một con mini dành cho người lớn tuổi đi, hoặc là mấy bé học sinh đi học gì cũng được hết. Nói chung là con xe này thì nó quá chuẩn rồi. Nguyên zin hết nha cả nhà, nguyên bản.
Chiều cao thì nói chung đi những con xe này cũng dễ dàng thôi. Ví dụ như mình ấy thì mình nâng hạ gốc yên ha, nâng hạ bông tăng ở đây, đó, nâng hạ lên xuống là được. Đây, Mazda, màu trắng sữa nha cả nhà, màu trắng sữa nha. Rồi, cả nhà nào chơi thì xem video, hoặc là nếu như mà cần thiết thì cứ nhắn tin qua Zalo cho mình sẽ trả lời, hoặc là mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho cả nhà. Rồi, xe đạp Nhật Bản xin chào, hẹn em clip kế tiếp và những con xe kế tiếp.